Xin chào các bạn, hôm nay Tiffany xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh mì ngọt bí đỏ, màu tự nhiên từ bí đỏ, xốp mềm ngon mà mình không phải nhồi bằng tay nhiều. Như vậy thì mình phải có máy nha các bạn. Thứ nhất là dành cho các bạn bị chấn thương tay như mình đây. Bánh rất là mềm mịn nè, các bạn thấy không? Xốp ngon lắm. Vào bếp cùng mình nha. Và đầu tiên là mình phải xử lý cái bí đỏ này. Mình có một cái video nói về cách làm cho cái vỏ bí đỏ được mềm. Thì các bạn xem nha, mình để cái link ở bên dưới. Các bạn lấy cái gót dao này nè, mình chặt lấy cái cuống nó ra. Bây giờ là cái vỏ nó mềm lắm các bạn ha, dễ bào, dễ cắt lắm. Mình lấy hết hột ra. Trong công thức mình chỉ cần có 1/4 cái trái bí này thôi. Rồi mình bỏ hột đi, hoặc các bạn dùng hột để rang lên ăn nha. Rồi chặt ra làm đôi và chẻ ra làm tư. Rồi đây mình bào cái vỏ rất là dễ nè. Dùng dao bào là mình bào được thôi, vì cái vỏ nó đã mềm rồi. Sau khi mình hấp nóng. Cái này là bí hai da, bí kabocha của Nhật á. Nó có cái màu xanh dương. Các bạn cắt mỏng như vậy là được nè. Dùng cái gót dao á, các bạn chặt xuống như thế này. Giữ cái đầu dao, và mình chỉ dùng cái gót dao để thái lát mỏng như thế này. Chỗ bí này là 170g lúc chưa nấu, và cho hết vào một cái tô, cho một muỗng canh nước, đậy thêm một cái dĩa và đi nấu trong microwave là 2,5 phút nha các bạn. Khi nấu được 1 phút ở trong microwave, các bạn đảo đều cái bí lên và đậy dĩa lại, bấm tiếp tục nấu 1,5 phút còn lại, là tổng cộng 2,5 phút nha. Sau đó mình đi dầm được rồi đây, bằng nĩa hay là bằng cây dầm khoai tây, nhưng nó hơi lâu thì thôi mình dùng cái máy mình xay cho nó nhanh, máy cầm tay, hoặc các bạn cho vào máy xay food processor hoặc nghiền qua rây cho mịn. Không nên xay qua máy xay sinh tố, vì khi xay mình không hề cho thêm nước. Bây giờ mình vét xuống hết thì mình được 150g, bằng nửa khắp và 2 muỗng tablespoon. Đây là tô đánh bột của máy bàn, các bạn cho mình 50g, tức là 1/4 khắp đường, cho 8g men nở nhanh, tức là bằng 2 1/4 muỗng cà phê. Và men nở nhanh này là instant dry yeast, sữa tươi làm nóng ở trong microwave 30 giây, khuấy đều lên, sữa nguyên kem, whole milk, milk cho 237g, bằng 1 khắp, cho 150g, tức là nửa cup cộng 2 muỗng tablespoon. Bí dầm mà nó đã nguội rồi nha. Đây là bơ tan chảy rồi, 45g, bằng 3 muỗng canh. Cho hết vào những cái nguyên liệu ấm này, là không quá nóng nha các bạn. Rồi một cái trứng lớn khoảng 65g, cân cả vỏ, đánh tan ra. Hỗn hợp của mình không lạnh mà cũng không quá nóng, hơi ấm nhẹ. Như vậy sẽ làm cho men nó dễ nở hơn. Bây giờ mình cho 32g, tức là 1/4 cup sữa bột loại nào cũng được. Bây giờ là 480g, 3,5 cup bột mì đa dụng all purpose flour, cho hết vào trong hỗn hợp men trứng sữa mình mới khuấy. Rồi muối mình cho sau cùng nha, 1 muỗng cà phê 5g. Rồi đem tô bột đi gắn vào máy, mình dùng cây dẹp trước để đánh trộn, sau đó mình mới dùng cây để đánh bột nha các bạn. Bây giờ gắn cái cây dẹp này vào, đánh với số nhỏ nhất là stir đó các bạn, trong vòng 30 giây cho nó đều lên như thế này, rồi tăng dần lên từ số 2 đến số 4 và đến số 6, tất cả chỉ trong vòng 1 phút 30 giây thôi nha các bạn. Khi hỗn hợp nó được như thế này thì mình tắt nè. Đó, nó đều hết rồi và nó cũng đã dính một khối lại ở cái cây đánh đó. Bôi một ít dầu và bao tay, tại vì cái bột lúc này nó còn đang nhão và ướt cho nên dễ dính tay lắm. Mà nó dẻo nhão ướt như thế này á, nó mới ngon nha các bạn. Rồi bôi một tí dầu vào cái cây quẹt, vét hết bột xuống thành một khối ở giữa. Ngay tại cái tô như thế này mình phủ cái khăn lên, ủ bột 5 phút thôi để cho bột được nghỉ. Hiện tại nhiệt độ trong nhà mình chỉ có 22 độ C. Nếu các bạn ở nơi nóng thì nên để cái tô bột vào tủ lạnh. Bột đã được nghỉ 5 phút rồi. Thì bây giờ mình thay cái cây đánh bột vào, cái cây xoắn hình chữ S này nè các bạn. Máy đánh trứng này của mình là 450W, bật từ số nhỏ lên từ từ, mà tổng cộng là 10 phút từ lúc đầu cho tới khi mình đánh xong. Nên lúc đầu cứ bật ở số thấp nhất, rồi mình cứ 1 phút mình tăng dần lên cho đến số 4 và đánh liên tục ở số 4 này. Bây giờ mình được 5 phút rồi á. Các bạn đánh tới phút thứ 9 á thì các bạn tăng lên số 6. Rồi,
khi bột nó nặng tay như thế này thì mình tắt ngay nha các bạn. Các bạn nhớ là đánh ở số 6 chỉ đúng 1 phút thôi, và tổng cộng là 10 phút từ lúc đầu mình đánh nha. Bây giờ mình lấy hết bột ra khỏi cây đánh bột này, và lúc này cái bột nó đã kéo màng đẹp lắm rồi nè, kéo màng mỏng như thế này nè nha, là mình đã đạt bột rồi. Nhưng mà bột nó còn hơi dính tay thì mình sẽ đi ủ bột nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn có thể bôi dầu ra một cái tô khác và cho bột ra để đi ủ, hoặc ủ ngay trong tô đánh bột á. Hôm nay mình sẽ ủ trong lò nướng, thì cái lò nướng mình nó không có cao cho mình phải cho ra cái tô này, nó thấp hơn. Rồi các bạn bọc màng bọc thực phẩm và cho cái khăn lên trên. Nếu trong nhà nóng thì cứ để trên mặt bàn và ủ 90 phút hoặc đến khi bột nở gấp đôi. Nhưng vì cái nhà mình nó lạnh đó các bạn, cho nên mình cho vào lò nướng. Và bên cạnh mình để một tô nước sôi. Đây, mình cho nước sôi vào nha. Và tạo thêm cái độ ẩm trong cái lò nướng. Rồi mình ủ 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi. Và chỉ bật đèn bếp lên thôi chứ không bật bếp nha các bạn. Bây giờ đã được 90 phút rồi, mình sẽ lấy bột ra đây. Và mình vẫn giữ nguyên cái tô nước, chút xíu mình sẽ ủ một lần nữa. Rồi bây giờ bột đã nở được gấp đôi rồi đây, nhìn đẹp quá nè. Và thử bột, không thấy bột nó dính lại nữa là được rồi. Bây giờ mình sẽ đè bột như thế này để làm bể bớt bọt khí ra. Mình sẽ cho bột ra thớt hoặc là miếng silicone mà nhồi bột đó nha các bạn. Thoa một lớp bột lên trên thớt. Rồi mình đổ phần bột này ra. Lúc này nó vẫn còn hơi dính tay ở cái phần bên dưới đó các bạn. Đó. Các bạn có thể dùng cân để chia bột nha. Đầu tiên mình lấy ra một cục bột nhỏ bằng một ngón tay cái để mình làm những cái cuốn bánh nha các bạn, cỡ 10 gram. Rồi các bạn bọc viên bột này lại để cho đừng bị khô nha. Mình để sang một bên. Rồi phần bột này mình chỉ gấp các cái thành vô. Rồi mình thoa một tí bột, lúc này cũng không nên cho nhiều bột, cho rất là ít bột áo. Rồi mình cứ nhồi khoảng gần 10 lần là xong rồi đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi cắt bột và chia bột nha. Các bạn nhớ là rắc một lớp bột mỏng thôi, không cho nhiều bột áo quá làm cho bột bánh của mình bị khô. Sau khi mình túm gọn cục bột lại thành hình chữ nhật, và bây giờ mình cắt bột ra làm đôi theo chiều dọc thành hai phần. Thì mỗi một phần như thế này mình cũng chưa có chắc chắn là nó bằng nhau đâu. Nhớ là cho rất là ít bột vào cái phần mình mới cắt á, vì nó sợ nó dính thôi. Rồi mình túm nó lại và mình lăn nhẹ ra cho nó thành hai cái hình trụ dài như thế này. Và bây giờ mình sẽ đi chia bột làm 10 phần. Thì là 10 cái bánh, nó hơi lớn, hoặc là các bạn chia làm 12 phần. Đây, mình chia làm 10 trước nha. Hôm nay mình làm bánh lớn hơn, mọi lần mình làm là 12 phần đó. Rồi, mỗi một phần như thế này, các bạn cân thử. Một phần của mình là 105g cho 10 cái bánh. Còn nếu các bạn làm cho 12 cái bánh thì một cục bột sẽ là 88g cho một cái bánh. Lót một miếng giấy nướng có thoa một tí xíu dầu bên dưới để giữ miếng giấy nướng không bị chảy. Và mình đã double hai cái khay để cho bánh nó không bị cháy dưới đáy. Và một cái khăn lớn để phủ bánh sau khi tạo hình. Đậy những viên bột bằng màng bọc thực phẩm để không bị khô trong lúc mình đang làm bánh nha. Rắc một tí bột lên mâm hay là mặt bàn hay tấm thớt đó. Lấy một viên bột, lần lượt mình lận từ bên ngoài vào chính giữa và ấn tay bốn cạnh. Rồi cứ ấn đi ấn lại khoảng 4 lần như vậy và túm lại thành một viên tròn. Bây giờ các bạn để xuống mặt thớt, thoa một tí xíu bột cho không dính tay. Rồi mình sẽ vo tròn. Mình lắc tròn đều như thế này để cho viên bột được láng mịn nha. Rồi sau khi nó đã tròn rồi thì mình sẽ ấn bột cho dẹp xuống một chút xíu. Và bây giờ tạo hình, mình sẽ dùng cái kéo. Các cái kéo này nó dễ lắm các bạn. Nhúng cái kéo với một tí xíu dầu ở mũi kéo á. Rồi mình sẽ cắt làm 4 phần trước. Sau khi cắt 4 phần này rồi thì bây giờ mỗi một cái cạnh hoa đó các bạn lại cắt làm đôi nữa, là mình tạo thành 8 cánh hoa nha. Khi cắt các bạn phải cắt dứt khoát để cho cái mép nó được đẹp. Và mình sửa nhẹ lại để nó có những cái rãnh
khoảng một chiếc tăm á các bạn, rồi dùng một cái đầu đũa mình tạo một cái lỗ tròn ở giữa để cho mình gắn cuốn bánh. Rồi bây giờ mình nhẹ nhàng cho bánh vào trong khay. Đó, mình cũng đã làm được vài cái rồi. Khi cho bánh vào khay thì các bạn nhớ phủ khăn để cho bánh không bị khô nha. Rồi mình làm thêm được một vài cái nữa đây. Và cuối cùng các bạn làm cho hết. Thao tác rất là đơn giản. Và đây mình đã làm xong hết rồi. Mình được 10 bánh, có thể chia làm 12 bánh tùy theo ý thích của mình nha. Rồi bây giờ các bạn ủ trên mặt bàn hoặc ủ trong lò nướng tiếp tục. Là mình vẫn ủ trong đây, lấy cái tô nước ra. Và bây giờ ủ thêm 1 tiếng nữa là 60 phút nha. Trong lúc đó mình đi tạo cái cuốn cho trái bí, cho nửa muỗng bột cacao và một tí xíu nước, tạo thành hỗn hợp hơi đặc đặc này nè. Cho một tí vào trong phần bột và mình nhồi cho cái bột này tạo thành màu hơi nâu nâu để mình tạo cái cuốn trái bí màu nâu nha. Nếu nó ướt thì các bạn cho thêm một tí bột khô. Khi nào thấy nó vừa dẻo là được rồi. Để mình làm những cái cuốn, cái này mình làm cũng không có được đẹp đâu, nhưng vì thường là các bạn hay gắn một cái gì đó lên, giống như cái hạt bí chẳng hạn. Lăn bột ra và chia làm 10 tới 12 phần làm cuốn của bí đỏ, tạo hình tam giác và xe nhỏ một đầu. Mình đã không sử dụng hết và các bạn làm thành một cái hình như là cái cone này nè. Rồi mình phủ food wrap lại để cho nó không bị khô và chờ mình gắn cuốn sau nha. Bột bây giờ mình đã ủ được 1 tiếng rồi. Cho một lòng đỏ trứng và 2 muỗng cà phê sữa tươi. Đánh cho tan ra để quét mặt bánh cho vàng đẹp. Dùng cọ quét mặt bánh, quét cho đều thì khi mình nướng bánh nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Đây là mình nói lại là vì cái lúc mình quét trứng này mình đã quét không đều cho nên nướng nó đã không có được đẹp đó các bạn. Tiếp tục quét bánh còn lại nha. Mình đã quét xong hết rồi đây. Rồi bây giờ gắn cuốn nha. Mình nhúng một tí trứng rồi mình nhấn cái cuốn xuống, cũng đừng có nhấn quá sâu. Bếp mình đã làm nóng trước ở 350 độ F, tức là 180 độ C. Xịt nước ngay vào trong cái khoang bếp và đưa mâm bánh vào tầng giữa của lò. Đây là mình dùng cái bếp mini. Nướng 20 tới 22 phút cho khi mặt bánh nó vàng. Đây là đã được 10 phút rồi. À, bây giờ đã được 22 phút, mình lấy bánh ra đây. Wow các bạn ơi, bánh vàng đẹp và thơm lắm. Cả cái nhà mình mùi thơm bánh mới ra lò. Quét bơ lên ngay lập tức. Có một tí bơ nó sẽ làm bóng mặt bánh đẹp và thơm. Một số bánh nó bị dính vào nhau nè các bạn. Bây giờ bánh còn đang rất là ấm nóng. Mà nếu mà ăn ấm nóng như thế này thì rất là ngon các bạn ơi. Bánh mới ra lò mà, thơm quá trời luôn. Đây cái bánh này nó hơi bị xém màu là vì ở cái góc của cái lò nướng mình không có trở bánh được nha. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái rất là ok ha các bạn. Thôi mình cũng bẻ ra cho các bạn coi từ cái bánh xấu nhất đi. Nhưng bên trong nó rất là ngon nè các bạn. Xốp mềm. Mình không có làm ngọt lắm đâu nha. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ơi. Mềm xốp vô cùng. Và khi mình kéo nó ra sớ bánh như thế này nè, các bạn nhìn thấy mềm không? Mình đảm bảo với các bạn làm theo cách này rất là ngon. Ngọt ngọt nhẹ nhẹ, ăn ngon quá. Ngon quá. Bánh có mùi thơm nhẹ của bí đỏ. Màu vàng tự nhiên của bí đỏ rất là đẹp phải không các bạn? Các bạn hãy làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Mình cũng không có phải dân chuyên nghiệp làm bánh đâu, nhưng chỉ làm cho con và gia đình ăn thôi. Rồi mình mời tất cả các bạn ha. Và chúc các bạn một mùa thu với nhiều niềm vui và ký ức tốt cho năm nay nha các bạn. Xin các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.